Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau 5 năm, cặp đấu Huệ Chính lại tái diễn, hứa hẹn sẽ rất ác liệt. Ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cuộc chiến giữa Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính không diễn ra sớm như bây giờ. Ông Vương Đình Huệ từng là Phó Thủ tướng và lúc đó là Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội nên có nhiều ưu thế hơn hẳn. Mặc dù vậy, đến phút cuối thì Phạm Minh Chính lại nhảy ngang ra chiếm lấy ghế Thủ tướng. Nói về kinh nghiệm làm việc ở chính phủ, Phạm Minh Chính không bằng Vương Đình Huệ, nhưng nói về trò chơi quyền lực, Vương Đình Huệ lại không bằng Phạm Minh Chính. Vào tháng 9 tới đây, ông Vương Đình Huệ sẽ sang thăm nước Đức. Ông Vương Đình Huệ thông minh nhưng lại nhát gan, cộng thêm một phần gian xảo và cả may mắn. Có người nhận xét rằng nếu Nguyễn Bá Thanh mà không xanh cỏ, thì ghế tối trụ hôm nay không phải của Vương Đình Huệ mà là của Nguyễn Bá Thanh. Từ khi được ông Tổng Bí Thư chọn làm đệ ruột thì Huệ vẫn tránh né những vụ đối đầu lớn và nhường việc đó cho Nguyễn Bá Thành. Việc Nguyễn Bá Thành chết được xem là may mắn cho Vương Đình Huệ. Từ nhân vật số 2 dưới trướng của ông Tổng, ông Huệ trở thành nhân vật được tin tưởng số 1. Trò chơi chính trị cần phải có thực lực, cần phải có khả năng chơi cờ người, chứ không phải chỉ né tránh và chờ thời gian mà trèo lên cho được. Với Nguyễn Bá Thành, ông Vương Đình Huệ gặp may. Nhưng với Phạm Minh Chính thì Huệ không được gặp may cho lắm. Ông Huệ đã từng bị thua trắng bụng ở đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây hơn 2 năm. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đã đánh bại Vương Đình Huệ một lần, liệu ông có đánh bại được lần nữa hay không? Cùng với tứ trụ nhưng Vương Đình Huệ lại chưa phải là một chân trụ độc lập. Trong khi đó, Phạm Minh Chính giờ đây đã là một chân trụ độc lập, chấp nhận chơi đôi công với trụ tổng. Tuy là thế thủ nhưng có hàng thủ bằng bê tông, rất khó để trụ tổng có thể xuyên thủng được. Nếu không quật được trụ thủ tướng, kết quả sau hơn 2 năm nữa rất khó mà đoán định. Chức tổng bí thư không chắc lọt vào tay ông Huệ được nữa. Nếu phía Đức đồng ý dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam, ông Huệ có thể gỡ được ván cờ. Phía ông thủ tướng của Tổng cục Tình báo Quân đội, tức là Tổng cục 2, cũng rất cáo già, khi mà họ chọn nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Thoạt nhìn thì có vẻ như nước Đức là nơi không an toàn, bởi Đức từng để xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Tuy nhiên, vấn đề là ông thủ tướng và Tổng cục Tình báo Quân đội lại không nhìn phiến diện như vậy. Họ nhìn vào bản chất vấn đề. Nhìn bên ngoài thì Đức và Thái Lan có vẻ không an toàn như nhau, vì cả hai nơi đều để cho công an của Đảng Cộng sản vào bắt người. Tuy nhiên, thực tế thì hoàn toàn khác. Nhà nước Đức là nhà nước dân chủ và pháp quyền, là một trong những cường quốc của hàng đầu thế giới. Họ không thể tha thứ cho những hành động phạm pháp trên đất nước của họ. Và vì thế, sau khi để xảy ra vụ bắt cóc 6 năm trước, phía Đức sẽ quyết không để xảy ra điều tương tự một lần nữa. Sau vụ Trịnh Xuân Thanh thì ẩn náu tại Đức sẽ an toàn hơn rất nhiều. Còn với Thái Lan thì không được như vậy. Nên việc bắt cóc người trên đất Thái mới xảy ra rất nhiều lần. Thực ra mà nói, hành động bắt cóc người trong quá khứ của ông Tô Lâm, mà đúng hơn là theo lệnh của ông Tổng Bí Thư, chính là bức tường bảo vệ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn ngày hôm nay. Nếu ông Tô Lâm không bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, thì ngày nay chính phủ Đức đã không bảo vệ quyết liệt cho bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là lá bài tẩy trong tay ông Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ muốn đoạt. Chuyến thăm của ông Vương Đình Huệ đến Đức vào tháng 9 tới đây, theo dự đoán, có thể là ông sẽ cố thuyết phục cho phía Đức dẫn độ. Bởi đây là canh bạc sống còn cho sự nghiệp chính trị của ông Vương Đình Huệ, nên ông sẽ làm mọi cách như có thể. Tuy nhiên, theo đánh giá của một nhà quan sát, thì khả năng thành công là rất thấp, nếu không muốn nói là không thể. Như vậy, trận thượng đài vào năm 2021, Vương Đình Huệ đã thua, và giờ đây, tới nửa nhiệm kỳ, Vương Đình Huệ đang cố để đoạt lấy lá bài tẩy của Phạm Minh Chính nhằm chiếm lợi thế lần nữa so găng vào năm 2026 tới đây. Với việc mới nửa nhiệm kỳ đã lo chuyện đấu đá, thì cuối nhiệm kỳ trận chiến hứa hẹn sẽ ác liệt hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin sau 5 năm cặp đấu Huệ Chính lại tái diễn, hứa hẹn sẽ ác liệt hơn rất nhiều. Quý vị và các bạn cũng theo dõi YouTube và Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa
Thời báo chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Hà Nội co vòi trước Đức, nguyện xin cho dẫn độ, không dám bắt cóc bậy. Trường hợp bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn quả là một ca rất khó đối với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Phía Đức đã bán tin cho biết bà Nhàn đang ở Đức và họ cũng đang đề phòng một vụ bắt cóc có thể xảy ra tương tự như trường hợp của vụ Trịnh Xuân Thanh. Trong lãnh thổ của Đức, không một lực lượng quốc gia nào khác có thể lộng hành qua vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Đảng Cộng sản Việt Nam đã để lại ấn tượng cực xấu đối với chính quyền và người dân tại Đức. Với sự cảnh giác cao độ của phía Đức, Tô Lâm mà dám làm liều thực hiện thêm một lần nữa bắt cóc thì có khi hậu quả sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều so với vụ bắt cóc cách đây 7 năm. Hà Nội hết dám bắt cóc. Trên bàn cờ chính trị hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng rất cần nhân vật Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Việc bắt bà Nhàn là vấn đề quan trọng, là vấn đề sống còn đối với một nhân vật lớn trong tứ trụ. Và có lẽ ngoài con đường xin phía Đức cho dẫn độ thì đảng không còn cách nào khác. Phương án bắt cóc thì cần phải gạt sang một bên bởi nó quá rủi ro. Mới đây, ông Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Văn Yên cho rằng việc xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là cơ sở để dẫn độ tội phạm. Ông Yên cũng nói rằng khi mới chỉ là đối tượng truy nã và chưa có bản án sẽ rất khó khăn trong việc hợp tác quốc tế. Nhưng một khi đã là tội phạm và bản án đã tuyên có hiệu lực thì tội phạm, nhất là đối với tội liên quan đến tham nhũng, kinh tế sẽ không có nước nào dung tha. Với những quốc gia Việt Nam chưa ký hiệp định hỗ trợ tương pháp, Phó Ban Nội chính Trung ương cho biết sẽ thực hiện nguyên tắc có đi có lại. Lúc này không phải chỉ lực lượng điều tra của Bộ Công an mà các cơ quan chức năng của Việt Nam ở nước ngoài như ngoại giao đều phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta sẽ cố gắng quyết tâm và tin rằng việc này sẽ có kết quả, ông Yên khẳng định. Ông Tô Lâm đã làm cho hình ảnh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mắt chính quyền Đức trở nên rất tồi tệ. Vậy là phía Hà Nội đang chuẩn bị mọi thủ tục như có thể để mà chứng minh cho phía Đức thấy rằng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là người có tội, cần phải bị dẫn độ về Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện cần chứ chưa đủ. Điều kiện đủ là phía Đức có chấp nhận lời thuyết phục từ chính quyền Hà Nội hay không. Đã một lần bất tín thì vạn lần bất tin. Rất khó để thuyết phục chính quyền Đức lúc này bởi chính quyền này đang có ấn tượng xấu về Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính tờ Nhật báo TASS đã cho biết phía Hà Nội đề nghị dẫn độ nhưng phía Đức đã bác bỏ. Không biết phía Hà Nội cũng thuyết phục Berlin như thế nào, ai sẽ là người đến Đức để du thuyết đây? Ai cũng có thể đến Đức làm việc với dẫn độ nhưng có lẽ không thể cử một người đã từng đến châu Âu bắt cóc như ông Tô Lâm được. Đối với quan hệ quốc tế, có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đừng dùng ông Tô Lâm đi liên kết, bởi ông này đến đâu thì chỉ có vẻ như hư bột hư đường đến đấy mà thôi. Rất khó để mà có thể dẫn độ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam. Nếu có thể thuyết phục được phía Đức đồng ý dẫn độ thì cũng không dễ dàng dẫn người về nước. Trước khi bị dẫn độ, đương sự phải thông qua phán quyết của tòa án nước sở tại, mà Đức không giống như ở Việt Nam. Ở các nước dân chủ, tòa án thì độc lập với chính phủ và quốc hội. Trong nhiều trường hợp, tòa án và chính phủ không cùng ý kiến. Không phải ngẫu nhiên mà ông Tô Lâm cho lập mạng lưới cai ngơi ở nước ngoài và duy trì một quỹ riêng chỉ để đánh hơi và chỉ điểm, để công an Việt Nam sang bắt cóc người. Việc bắt cóc nếu bị lộ thì chỉ bị chịu chuỗi tai tiếng mà thôi, nhưng ngược lại nó rất hiệu quả và nhanh chóng. Ý đồ của Đảng Cộng sản Việt Nam chưa chắc qua mặt được phía Đức, vậy nên việc thuyết phục phía Đức cho dẫn độ bà Nhàn là rất khó khăn, nếu không muốn nói là không thể. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Hà Nội co vòi trước Đức, nguyện xin cho dẫn độ, không dám bắt bậy. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de